mẹo này đánh theo kiểu là ăn non đó. Chúng ta biết là cái trò siêu xe ấy, thì đa phần ấy, là nó sẽ về bốn cái hàng, bốn cái con ở dưới, tức là về cái hàng dưới nó sẽ cái xác suất mà nó về cái hàng dưới nó sẽ rất rất là cao, đúng không anh em? Chú ý nó về cái con x5 cái hàng dưới nó rất là cao. Thế nên là gì, mình sẽ là chơi theo cái mẹo là bỏ cửa, như không chơi bỏ cửa nữa. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái mẹo là mình sẽ oánh bốn cửa ở dưới nhá, để xem là có thực sự là nó có soi không anh em nhé. Đấy, để xem thực sự là nó có soi hay không. Mỗi lần 25k đi, mỗi ô mình sẽ đánh 25k đi anh em, để xem là trong vòng bao nhiêu ván thì mình sẽ chơi, trong vòng bao nhiêu lâu thì mình sẽ thua một ván anh em nhé. Thì cái này chỉ có về siêu xe thôi. Thì nói chung là nó thật, đối với con game siêu xe ấy, nó cũng phụ thuộc vào cái cầu nữa anh em ạ. Nó cũng phụ thuộc vào cái cầu nữa. Ví dụ như cái cầu của anh em mà đánh ấy, cái cầu của anh em mà đánh ấy, thì nếu mà cái cầu nó đang về nhiều siêu xe thì chắc chắn là anh em sẽ ít thắng luôn. Tại vì là cái xu hướng của cái cầu của con siêu xe là gì, là nó sẽ giống như kiểu là sẽ tay thắng tay thua kiểu như thế, tay thắng tay thua nha. Ba ván này ok, mình nghĩ là mình nên bắt đầu với con số là 5, mỗi ô là 50 đi, 25 thì vậy là hơi nhỏ anh em ạ. 25 thì có vẻ là hơi nhỏ nhá, thì mình sẽ đánh trong vòng khoảng để xem là trong clip nào này mình sẽ tự gãy bao nhiêu tay nhá, để xem là có thật sự là nó bịp hay không anh em nhá. Ok, vẫn nói chung là mỗi cái vòng của nó thì nó đi rất là nhanh, như là thì chúng ta có thể là chủ động hơn nhá. Nếu mà mình bị thua ấy, thì cái ván tiếp theo một là mình phải x4 lần lên anh em ạ, mình phải x4 lần lên thì mình mới có thể là gỡ lại được nha. Cho nên là đánh cái con game nhiều cửa ấy, thì nó cũng có cái lợi của nó. Đánh nhiều cửa thì cái game nhiều cửa thì nó sẽ giúp mình là gì, có cái tỷ lệ chiến thắng nó sẽ cao hơn đúng không? Nhưng mà đồng nghĩa với việc là nếu như chúng ta đánh nhiều cửa ấy, mà nếu mà nó không mà game nó bịp ấy, thì mình sẽ thua rất là nhanh. Nói chung là game nó gãy rất là nhanh. Cái này thì mình test thôi nha, mình sẽ test thôi. Đánh bốn hàng dưới mình sẽ đánh liên tục luôn anh em ạ, mình sẽ đánh liên tục luôn để xem nó có thật sự là nó bịp không nhá. Đấy, thấy chưa, cái cầu này về khá nhiều xe thường, cũng khá là thơm anh em ạ. Đấy, nhiều hơn 3 phút rồi mình vẫn chưa thua tay nào. Đấy, hơn 3 phút rồi mình vẫn chưa thua tay nào. Để xem là hôm nay là nó có bịp hay không, để xem bán nào nó bịp nào. Bây giờ bán này nó về con x40 luôn này các bạn, về con x40 luôn này. Đấy, thì anh em biết là gì, đánh thì 100% nó không bao giờ nó về mãi được ở những cái, nó không bao giờ là nó cứ về mãi cái hàng dưới được đúng không? Đấy, chắc chắn là đánh kiểu gì kiểu là nó cũng sẽ có thời điểm nó về cái hàng ở trên chứ anh em, đúng không ạ? Cái này là kể cả anh em chơi là anh em biết rồi, làm gì nó về mãi hàng rưỡi đâu anh em. Đấy, làm gì nó về mãi hàng rưỡi đâu. Đấy, nhưng mà nếu mà mình biết đánh nhá thì mình vẫn hoàn toàn là mình vẫn có thể là thắng được. Đấy, ví dụ mình check cầu của nó này. Đấy, mình check cầu của nó này. Mình thấy là cái tỷ lệ về con siêu xe này nó khá là thấp. Đúng không? Khá là thấp thì mình có thể tự tin là gì, mình đánh cái ô bên dưới, nhưng mà đánh thì mình cũng không nên đánh liên tục. Giả sử như nhá, bây giờ mình giả sử mình nói với anh em này là nếu như bây giờ nó về 4 cái hàng dưới thì anh em sẽ thắng đúng không? Nhưng mà nếu như nó về một cái ván hàng ở hàng trên thôi thì anh em sẽ mất rất là nhiều. Mất rất là nhiều. Ví dụ như anh em đánh 4 cửa như thế này, đúng, đánh 4 cửa như thế này mà mỗi lần thắng ấy thì mình chỉ tính ra là mình chỉ thắng được 1 cửa thôi. Thì nếu mà anh em chỉ nói về một con siêu xe là anh em sẽ phải đánh 4 ván tiếp theo để cân ngỡ lại. Đánh 4 ván tiếp theo để ngỡ lại. Cho nên là gì? Cái chỗ này anh em sử dụng đây anh em thấy không? Đấy, mình đánh liên tiếp như thế này thì nó cũng không phải là cái cách hay. Đấy, nhưng mà anh em đa phần ấy, ví dụ anh em thấy mình đánh là cái xác suất của mình thua hầu như là cũng nói chung là thấp đúng không anh em. Đấy, nói chung là nó thấp, có phải là nó bịp quá đâu anh em. Nói chung là do một phần là cái cách chơi của mình anh em ạ, do một phần cách chơi của mình nha. Đấy, chứ không phải là 100% do cái nó bịp đâu. Chờ để xem là siêu xe nữa không. Đấy, có về siêu xe mãi đâu anh em. Đấy, mình đánh 4 cửa thì mình vẫn ra ngoài mà. Nhưng mà đánh những kiểu 4 cửa này thì mình sẽ không lãi nhiều anh em nhá. Được chưa? Ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang đánh kiểu 3 cửa đi. Để
biết được thật sự là game có bịp hay không, phải đánh ba cửa mới biết. Đánh ba cửa mới biết nhé. Thì đánh theo cái kiểu ba cửa này thì anh em sẽ được x2 liền lên. Anh em sẽ được x2 lên, ví dụ về một con xe thường thôi thì anh em sẽ thắng nhiều hơn kiểu như vậy. À đây, ván này thì nó bịp này. Ván này nó về con mắt đa này. Ván này nó về con mắt đa này. Bỏ con vua Scorpion đi. Anh gấp 4 lần lên anh em nhé. Gấp 4 lần lên so với cái ván đầu tiên. Thì 5-4-20. Thì là mỗi cửa sẽ là 200. Đây, ok này. Đấy, nói chung là ngoại trừ là lúc nãy mình đánh 4 cửa đúng không ạ? Thế thì mình mới gãy. Còn bây giờ thì mình chuyển sang mình đánh 3 cửa thì anh em thấy là cái xác suất mình gãy hầu như là mình cũng khá là thấp mà đúng không anh em? Khá là thấp mà chứ nó có phải cao quá đâu. Đấy, thế đánh là chỉ công nhận là gì, game cũng không phải hoàn toàn nó bịp 100% đâu. Nhưng mà nếu mà anh em chơi theo cái mẹo 4 cửa ấy, thì nó sẽ lợi hơn cho những anh em nào mà chơi theo kiểu là gì, mình đánh nhỏ, mình kiếm ít thôi. Thì nếu mà anh em đánh theo cách đấy thì hoàn toàn là anh em sẽ có thể là anh em giành chiến thắng được. Đấy, mình chưa ăn đâu. Còn nếu mà đánh theo cái mẹo là về cái đấy, như cái mẹo ba cửa này thì anh em phải chú ý là mình có ví dụ đánh ấy thì không game làm gì nó về mãi cửa dưới đâu anh em, không bao giờ nó về mãi cửa dưới, chắc chắn là nó sẽ không về cửa trên nữa được. Bây giờ mình làm sao mình đảm bảo với anh em là đánh nguyên cửa dưới này anh em sẽ thắng 100%, nó không có nha anh em nhé, không bao giờ có luôn. Nên là cái này thì nó sẽ thuộc về kiểu như là cái kiểu tư duy các bạn, mình chiến thuật một tí. Tư duy mình chiến thuật một tí là mình kiểu gì kiểu là mình cũng tìm ra được cái cách chơi thôi à, đúng không? Đấy, mình tư duy mình chiến thuật một tí chứ bây giờ cứ nắn lót là mặc định là đánh 4 hàng dưới, đánh 4 ô dưới này anh em ăn thì không phải nhá, không phải như thế anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, về 4 con hàng dưới rất là nhiều này. Đấy, nói chung là cũng khá là ok nha anh em nhá, được chưa? Rồi thì cái clip này thì mình sẽ dừng ở đây thôi. Anh em cứ bảo là bịp nhưng mà mình thấy nó cũng gọi nói chung là nó cũng ok. Quan trọng là anh em chọn cái phương pháp anh em chọn như nào thôi. Hoặc cũng có thể là nhiều lúc là anh em đen. Anh em đánh cầu nó hơi đen là nó phải nhiều siêu xe thì nó sẽ hơi đen một tí nhá. Được chưa? Rồi ok thì clip này thì mình sẽ dừng ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.